lối đi vào của một ngôi nhà cổ được nhà nước tu bổ, tôn tạo năm 2012 tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Dù chưa có sổ đỏ và đang xảy ra việc tranh chấp giữa những người đồng sở hữu, thế nhưng ngôi nhà vẫn được đưa vào danh sách tu bổ với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Được xếp vào nhà cổ loại 1, phục vụ cho việc đón khách du lịch. Thế nhưng sau 4 năm, ngôi nhà vẫn chưa một lần đón khách và luôn ở trong tình trạng như thế này. Một số hạng mục được thay mới, nay đều đã mục rỗng. Tôi ở từ năm 98, từ năm 92 cho đến năm 98. Thì vì cuộc sống, thì tôi các con là lớn thì tôi phải bươn chải. Tôi phải ra ngoài chỗ đường quốc lộ 32 để tôi ở. Thế cái nhà này thì tôi tặng bỏ không. Thế thì năm 1998 thì tôi ra ngoài quốc lộ 32. Năm 2012 thì thực ra đợi tháng riêng năm 2012 thì tôi không biết rằng là cổ kim ra làm sao, quyền lợi ra thế nào. Thì tự nhiên tôi thấy là nhà tôi bị dỡ. Tôi mới thấy rằng là vô lý. Tôi đã trình bày ngay với đồng chí rằng là tôi không biết một cái gì, mà không có một cái giấy tờ gì, không có một cái thông báo gì cả. Đấy. Thế tôi còn đến, tôi còn ngỡ ngàng, tôi còn đến tôi từng nhà một để tôi hỏi xem là như thế nào. Có một thực tế là đến chủ nhà cũng chẳng dám ở trong những ngôi nhà như thế này. Thêm vào đó, việc tranh chấp quyền sở hữu ngôi nhà kéo dài suốt nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. 4 năm thư qua, đơn lại, nhưng mọi thứ vẫn như là mới bắt đầu. Và bà Thảo đã gần đi đến điểm cuối cùng của sự chịu đựng. Và dường như hệ quả của thực trạng đó là người dân cũng không mấy mặn mà với danh hiệu nhà nước trao tặng cho ngôi nhà của mình. Thế tận 30 tháng 3 năm vừa rồi, năm 2016 này, thì ủy tôi đề nghị Ủy ban thị xã Sơn Tây cũng như thành phố Hà Nội rất nhiều thì có văn bản để chỉ đạo. Nhưng mà thị xã Sơn Tây đã cho người lên đo đạc, nhưng mà từ đấy đến bây giờ vẫn là vô âm tính. Đến giờ phút này tôi thực sự là quá bức xúc. Nếu mà tôi đã kiên nhẫn chờ đợi mà các cấp các ngành mà không phải giải quyết thấu tình đạt lý, tôi quyết định tôi dỡ bỏ, tôi không cổ kim nữa. Chung hoàn cảnh với nhà bà Thảo là nhiều ngôi nhà cũng được tu bổ cùng đợt. Dù số tiền dành cho việc tu bổ này lên tới hàng trăm triệu đồng, nếu không muốn nói tới con số tiền tỷ. Nhưng nhiều hộ gia đình không dám ở, chứ đừng nói đến việc đón khách vì ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Dỡ bỏ thì không được, nên nhiều nhà đành để làm nơi chứa đồ và nuôi gà. Thực trạng này là không hiếm gặp ở Đường Lâm hiện nay. Cái nhà này á, thì nó vẫn chưa. Tôi có bảo là nếu mà 1.3 tỷ thì tôi làm 3 cái mới như thế này. Mà xin thưa với các vị là tôi không cần gỗ cũ nữa. Thế nhưng không cần gỗ cũ thì nói nó hơi ngược, nó trùng tu mà. Thế thì bây giờ thì là các vị là nghiên cứu lại. Nhắc đến Đường Lâm, ai cũng nghĩ đến đây là một ngôi làng cổ. Nhưng nếu có dịp đến ngôi làng này thì mới thấy, Đường Lâm bây giờ như một bức tranh khá hỗn độn, cổ kim đan xen, nhà cổ xen lẫn nhà cao tầng. Bao năm trôi qua, những tranh cãi về quy hoạch, trùng tu, bảo tồn nhà cổ trong đời sống nhân dân vẫn chưa tìm được lời giải hợp lý. Thế nên mới có tình trạng người dân không còn thiết tha gì với nhà cổ.